Làng Tân Hóa, một ngôi làng nằm giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống hang động Tú Làn kỳ bí. Những cánh rừng nhiệt đới hàng trăm năm tuổi đã thu hút hàng chục ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khám phá. Bên cạnh đó, làng Tân Hóa còn là nơi sinh sống của cộng đồng người Muồn. Họ cùng nhau phát triển du lịch với nhiều sáng kiến độc đáo để phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị thiên nhiên cũng như văn hóa quê hương. Mới đây, trong cuộc họp Đại hội đồng Thường niên lần thứ 25 của UNWTO tại Uzbekistan đã vinh danh làng Tân Hóa là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023. Chúng tôi chúc mừng Tân Hóa, chúc mừng Quảng Bình đã đạt được những cái danh hiệu này. Có thể nói một cái mô hình làng du lịch Tân Hóa thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa ra những cái sản phẩm dịch vụ rất là phù hợp với cái xu hướng của thời đại, là du lịch xanh, du lịch gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với văn hóa bản địa, đặc biệt là cái lối sống của người dân đã được tô điểm trở thành những cái giá trị hấp dẫn thu hút khách, đã làm cho cái mảnh đất của chúng ta ngày càng đẹp, ngày càng hấp dẫn và ngày càng được thế giới biết đến và yêu mến. And in this juncture that we are extremely happy for having Tân Hóa village from Vietnam is awarded as one of the best tourism village in the world, and I actually am very much looking forward to visit that beautiful village. So from this getting the best tourism village from Tân Hóa, I believe that the village can have a powerful impact to receive many visitors. So let us make sure that all the visitors, either from Vietnam and overseas, can appreciate the original beauty and cultural asset of what Tân Hóa village have to offer. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi và rất là hạnh phúc khi làng chúng tôi được trao giải thưởng này. Chúng tôi sẽ có cơ hội làm việc và phục vụ du lịch mỗi ngày ngay tại quê hương của mình. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều du khách hơn đến đây để trải nghiệm vẻ đẹp và văn hóa độc đáo của làng chúng tôi. Cảm thấy cái như rất vui sướng và để là coi như vận động bà con tăng thêm cái nghề nông sản thì rất nhiều khách đến tham quan để họ mua. Giải thưởng này là một bước ngoặt trên hành trình phát triển của người dân Tân Hóa. Chúng tôi thực sự thấy hạnh phúc khi đã đồng hành cùng với chính quyền và người dân xã Tân Hóa hơn 10 năm qua. Khởi đầu là những tour du lịch mạo hiểm, trải nghiệm thiên nhiên, khám phá hệ thống hang động Tú Làn, rồi đến tour xe địa hình, khám phá đường lim, ATV và tiếp đến là các cái dịch vụ ăn uống tại nhà dân. Và bây giờ thì có thêm dịch vụ lưu trú tại Tú Làn Lodge được xây dựng trên cao và các cái homestay được xây dựng trên những cái căn nhà nổi của người dân. Và bây giờ thì khách du lịch có thể đến thăm làng Tân Hóa ngay cả những ngày lụt. Xin được chúc mừng làng du lịch Tân Hóa trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới. Giải thưởng này là một trong những cái giải thưởng rất là quan trọng đối với làng du lịch Tân Hóa, vì nó sẽ trở thành cái động lực để những người dân, những người tham gia trong việc cung cấp các cái sản phẩm du lịch có thể tận dụng được các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú và đẹp tại Tân Hóa, biến thành những cái sản phẩm phục vụ du lịch, đồng thời tăng thêm cái thu nhập của người dân, góp phần bảo vệ bền vững cái nguồn tài nguyên thiên nhiên tại nơi đây. Tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương và công ty Osalic đã tạo điều kiện cho tôi được học hỏi và làm du lịch ở làng quê mình, và từ đó có thêm thu nhập, cải thiện được đời sống gia đình và con của tôi cũng có cơ hội học hỏi tốt hơn, và sau này có thể bảo tồn làng quê Tân Hóa được tốt hơn. We arrived only a few days ago. We went for the tour, jungle tour, cave tour, and this was really beautiful. So we enjoy now being here, walking around the village, enjoying this beautiful place. And the people are very nice, very friendly,
We had the chance to taste the local food, and we will for sure come back. The landscape's really breathtaking, very different from anything I've ever seen before, so very unique. Tôi rất tự hào và xúc động khi có mặt ở đây để nhân làng du lịch tiểu nhất thế giới. Tôi rất cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Tân Hóa để Tân Hóa ngày hôm nay có được cái giải thưởng này. Xin cảm ơn mọi người.